Liên quan đến vụ án sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới Cục đăng kiểm Việt Nam. Sau khi cơ quan công an độc lệnh khám xét, một số nhân viên giữ tài liệu đang dán mặt được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra. Các nhân viên được yêu cầu ngồi ổn định trong phòng để cơ quan điều tra phân loại, tiến hành khám xét theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã phối hợp kiểm tra các máy tính chung của các phòng có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm, các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xác lập 5 chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.